Hello, chào mừng các cậu đang quay trở lại với Way to World Cartoon. Có lẽ tuổi thơ của mỗi người sẽ đều gắn liền với những kênh hoạt hình khác nhau như Disney Channel, Cartoon Network hay HTV2, HTV3. Và chắc hẳn BB sẽ là một kênh hoạt hình thiếu nhi không thể không kể đến ngày hôm nay. Bật mí một chút, BB cũng là một phần gắn liền với tuổi thơ của tớ. Cụ thể hơn thì trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại những bộ phim hoạt hình có thể nói là đặc trưng của BB gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ. Những bộ phim khiến cho biết bao người phải canh từng giờ chiếu để có thể trải nghiệm những giây phút thú vị nhất. Vậy thì các cậu hãy cố gắng theo dõi hết video này để xem các cậu biết được bao nhiêu bộ phim nhé. Let's go! Bộ phim đầu tiên mà tôi muốn nói đến là Totally Spies. Totally Spies hay còn được biết đến với cái tên Điệp viên siêu hạng hay là Ba nữ thám tử. Đây là series phim hoạt hình hành động, phiêu lưu và hài hước của Pháp, ra mắt lần đầu tiên tại Việt Nam trên kênh VTV3 với cái tên Ba nữ thám tử. Hơn nữa, đây còn là một bộ phim từng được phát sóng vào khung giờ vàng 21 giờ đài truyền hình kênh VTV2 và một số kênh hoạt hình khác như Disney hay BB, kênh hoạt hình chính của video ngày hôm nay. Bộ phim xoay quanh cuộc sống thường nhật của ba nữ sinh là Sam, Clover và Alex. Tuy vậy, thời lượng những cô gái này ở trường là rất ít bởi họ là những siêu vụ tuyệt mật của Whoop, một tổ chức thế giới lớn có nhiệm vụ bảo vệ an toàn nhân loại, đứng đầu là Jerry. Ba cô gái khác nhau từ ngoại hình cho đến tính cách, nhưng trong nhiệm vụ lại hợp tác vô cùng ăn ý. Là một bộ phim với chủ đề điệp viên thì những dụng cụ, thiết bị khi thi hành nhiệm vụ là điều không thể thiếu. Và điểm đặc biệt của Totally Spies đó là những thiết bị này vô cùng hợp với lứa tuổi của ba cô nàng và cũng chính là lứa tuổi teen đang theo dõi chương trình. Chúng tôi cũng đã từng có một video về top 15 những thiết bị trong bộ phim hoạt hình đáng xem này. Các cậu có thể quay lại để tìm hiểu nhé. Bộ phim tiếp theo là Code Lyoko hay còn có cái tên quen thuộc là Mật mã Lyoko. Đây là series phim hoạt hình viễn tưởng của Pháp được sản xuất bởi Thomas Roman và Tanila Palambo. Bộ phim ra mắt vào năm 2003 và kết thúc vào năm 2007. Series kể về một nhóm học sinh cấp 2 bao gồm 5 thành viên, đó là Jeremiah, Odd, Eric, Yumi và một cô bạn người máy là Elita. Bộ phim xoay quanh cuộc phiêu lưu của 5 thành viên này vào thế giới Lyoko chống lại thế lực XANA đen tối. Cả bọn sẽ phải cùng nhau chiến đấu với một siêu máy tính đang có ý định lấy cắp bộ nhớ của Elita để có thể giải thoát mình khỏi chính siêu máy tính này. Đây là một bộ phim khá gay cấn và có chiều sâu. Mỗi nhân vật đều có một tính cách tinh nghịch khác nhau và thậm chí còn có những plot twist khá thú vị. Đây cũng chính là bộ phim khiến nhiều người phải canh từng giờ để chờ tới giờ phim chiếu. Nếu như các cậu chưa xem thì có thể lên YouTube để trải nghiệm. Hiện tại bộ phim này đã có cả Việt sub và English sub để phù hợp với nhiều đối tượng. Wiz, công chúa phép thuật chắc chắn là bộ phim không thể không nhắc tới khi nói đến những bộ gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ. Wiz được sản xuất vào năm 2004 bởi một hãng làm phim tại Ý. Có thể nói đây chính là bộ phim giúp cho tên tuổi của phim ảnh đất nước này được tiến ra quốc tế, đặt nền móng cho những bộ phim sau này có thể tiếp cận được tới nhiều khu vực hơn. Bộ phim xoay quanh nhóm Wiz, một nhóm bạn gồm 5 cô gái lần lượt là Bloom, Stella, Musa, Techna và Flora. Mỗi phần là những chuyến phiêu du khắp thế giới phép thuật, chiến đấu chống lại những thế lực xấu xa khác nhau. Wiz thật sự đã chiếm trọn trái tim trẻ nhỏ, đặc biệt là những bé gái, bởi trang phục bắt mắt ấn tượng của những tiên nữ này, đặc biệt là cả những love line đáng yêu với những anh chàng điển trai. Có thể nói chuyện tình của những cặp gà bông này khá thú vị và chúng tớ cũng đã từng phân tích tuyến tình cảm của bộ phim rồi, các cậu cũng có thể theo dõi lại. Little Princess, một bộ phim thường được dùng để dạy tiếng Anh cho trẻ nhỏ, cũng chính là tuổi thơ của biết bao người khi được trải nghiệm những câu chuyện đáng yêu thông qua màn ảnh nhỏ. Bộ phim chỉ đơn giản xoay quanh cuộc sống thường ngày của một cô công chúa với chiếc vương miện lớn luôn được đội trên đầu. Nếu sau một ngày dài mệt mỏi mà các cậu không muốn phải căng não suy nghĩ nữa thì đây chính là một bộ phim như thế. Với mạch phim chậm chậm, những câu chuyện đơn giản dễ hiểu, Little Princess tạo cảm giác vô cùng thoải mái cho người xem, đặc biệt là với trẻ nhỏ. Bên cạnh đó, bộ phim này cũng được đưa vào để dạy tiếng Anh, một phần do những câu chuyện được kể trong phim đều có những bài học rút ra mang tính giáo dục cho trẻ em. Nếu như các cậu muốn xem lại những ký ức tuổi thơ này thì có thể vào kênh YouTube cùng tên. Tuy nhiên, bộ phim sẽ không cung cấp phụ đề nhé. Bộ phim tiếp theo mà chúng tôi muốn đề cập tới cũng rất quen thuộc với hình ảnh hai bạn nhà chuối trong bộ pyjama kẻ sọc. Có lẽ nghe tới đây thì các cậu có thể đoán được rồi, đó chính là bộ phim Hai người bạn chuối mặc pyjama. Bộ phim này được ra mắt vào năm 2007, kể về cuộc sống hàng ngày của hai người bạn chuối sống tại đại lộ Kurdo cùng với ba bạn gấu và anh chuột đội mũ. Điều đặc biệt ở bộ phim chính bởi khâu sản xuất, chất liệu tạo ra bộ phim là hoàn toàn đều bằng những vật liệu vô cùng đơn giản như vải, bông, nhựa hay thủy tinh. Có thể nói bộ phim này mang đầy tính giải trí bởi những chi tiết gây cười vô cùng đáng yêu. Ví dụ như câu nói quen thuộc, này chuối một, anh có đang nghĩ giống tôi không? Tôi nghĩ là có chuối hai ạ, hay ôi chán thật. Masupilami, một bộ phim hoạt hình có nhân vật chính cùng tên.
Masupilami là một nhân vật hư cấu có ngoại hình như một loài khỉ, nhưng lại sở hữu bộ lông vàng và lốm đốm đen. Có lẽ vì vậy, Masupilami hay còn được gọi với cái tên là Vượn Đốm. Đây là một bộ truyện tranh nổi tiếng của Bỉ, sau được chuyển thể thành phim để có thể truyền tải nhiều hơn sự sinh động của bộ truyện. Bởi lẽ sở hữu bộ lông khác lạ, cộng thêm việc cái đuôi có sức mạnh khủng khiếp như một chiếc lò xo với lực đẩy to lớn, nên loài Masupilami này luôn bị các thợ săn săn lùng và truy bắt. Tuy nhiên, điểm thú vị và hài hước của bộ phim là những thợ săn này luôn bị gây ông đập lưng ông và luôn thất bại trước những vượn đốm tinh nghịch. My Life as a Teenage Robot là một bộ phim hoạt hình khoa học viễn tưởng của Mỹ được phát sóng vào năm 1999 và kết thúc vào năm 2009. Bộ phim có tổng cộng 3 phần, mỗi phần có 13 tập. Là một series phim hoạt hình hết sức dễ thương và đáng yêu kể về Jenny, một cô nàng robot có nhiệm vụ bảo vệ thế giới và cũng phải trải qua những năm tháng sống như một cô gái tuổi teen bình thường, dù điều đó là không thể. Lấy bối cảnh tại thị trấn Chemerton, Jenny, cô nàng robot được tạo ra bởi tiến sĩ Nora Wakeman, mang cho mình trọng trách to lớn khi chỉ cô mới có khả năng bảo vệ được trái đất. Thế nhưng cô lại chỉ muốn được sống cuộc sống của một người bình thường như bao đứa trẻ tuổi teen khác, từ việc được đi học, có một nhóm bạn chơi thân cho tới những sinh hoạt bình thường trong cuộc sống. Không biết rằng khi theo dõi bộ phim, có ai muốn Jenny và Bradley về với nhau hay không? Hãy comment cho tớ cùng biết nhé! Bộ phim tiếp theo, Cat Dog. Đây là một bộ phim truyền hình của Mỹ, kết thúc vào năm 2005 sau tổng cộng 4 mùa. Ấn tượng đầu tiên của tớ khi xem đó là sự kỳ lạ đến hài hước bởi ngoại hình của nhân vật chính. Đúng như cái tên Cat Dog, chúng bị gắn liền với nhau, một nửa thân hình là chó và nửa còn lại là mèo. Tuy bị gắn liền với nhau là vậy, nhưng tính cách của chúng lại rất khác nhau, từ đó dẫn tới nhiều rắc rối xung quanh. Khi mèo vô cùng điềm đạm, thì chó lại vô cùng tinh nghịch, thích đuổi theo các xe rác trong thành phố và khám phá nhiều thứ mà mèo không hề muốn, từ đó tạo ra những tiếng cười cho khán giả. Sự đối nghịch trong tính cách nhưng phải đồng hành với nhau suốt cuộc sống hàng ngày khiến cho hai con vật luôn phải cố gắng thay đổi để có thể hòa hợp với nhau nhưng không thành. Bộ phim sẽ là một lựa chọn vô cùng thích hợp khi các cậu cần những giây phút giải trí với những tiếng cười. Bộ phim thứ 9 mà tôi muốn nhắc tới ngày hôm nay là Strawberry Shortcake, cô bé bánh dâu. Đây là một bộ phim hoạt hình nổi tiếng với các bé gái bởi sự dễ thương của mình. Strawberry Shortcake kể về cuộc sống thường ngày của những cô cậu bé tại vùng đất dâu Tây, hay còn gọi là Strawberry Land. Mỗi một tập phim là một câu chuyện khác nhau xoay quanh những cư dân ở đây, đó là bánh dâu, bánh táo, bánh sốt Việt Quất, bánh cam hay bánh gừng. Họ luôn gặp những rắc rối nhỏ, nhưng nhờ có sự hợp tác tuyệt vời của bánh dâu và những người bạn, những rắc rối này luôn được giải quyết nhanh chóng. Bộ phim có cả thể loại 2D và 3D, tuy nhiên BB chỉ chiếu dạng 3D của bộ phim này. Không biết trong số các cậu có ai đã từng sưu tầm những sticker hay những quyển sách tô màu mang những hình ảnh của bộ phim này hay chưa? Nếu có thì phải nói rằng các cậu đã sở hữu một tuổi thơ khá đáng yêu rồi đấy. Bộ phim cuối cùng mà chúng ta sẽ đề cập đến ngày hôm nay đó là Danny Phantom, một bộ phim thú vị khi nhân vật chính là nửa người nửa ma. Bộ phim xoay quanh một cậu bé tên Danny Phantom do một sự cố gây ra bởi cỗ máy nên DNA của cậu bị biến đổi. Khi tỉnh dậy, cơ thể của cậu đã có sức mạnh phi thường và Danny Phantom chính là nhân cách khi thực hiện sức mạnh của cậu. Như bao bộ phim hoạt hình khác, sở hữu khả năng phi thường, Danny sẽ là nhân tố chính để cứu thế giới khỏi những thế lực xấu xa. Đây là một bộ phim thu hút và nổi tiếng với các bạn nhỏ. Vào thời điểm đó, Danny Phantom còn sản xuất đồ chơi điện tử, phát hành đồ chơi hay video gia đình, có thể nói độ phổ biến là vô cùng rộng rãi. Như vậy là chúng tôi đã cùng với các cậu nhìn lại những bộ phim thú vị được chiếu trên kênh hoạt hình BB, kênh hoạt hình đã gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ. Những bộ phim này cho tới bây giờ vẫn có thể tìm xem lại. Tuy nhiên, trải nghiệm thì chắc chắn sẽ không thể bằng khi chúng ta còn nhỏ, ngồi trước TV và được xem những bộ phim hoạt hình này trên kênh BB. Và nếu như các cậu muốn chúng tôi làm thêm về chủ đề này hay có bộ phim nào mà chúng tôi chưa kể tới thì hãy comment bên dưới để chúng tôi cùng biết nhé. Còn bây giờ thì Way to Wear out.